Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ bảy, ngày 26 tháng 5 năm 2018, chúng tôi sẽ truyền đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Các địa phương thông báo nhanh kết quả hội nghị Trung ương 7 khóa 12. Nâng cao hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách. Chuyên mục toàn dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng có phóng sự vì màu xanh cho những cảnh rừng 5 tháng 5. Huyện ủy Quảng Trạch đã tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị Trung 7 khóa 12 và sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe thông báo nhanh kết quả hội nghị Trung ương 7 khóa 12, quán triệt nội dung nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị và kết luận số 23 của Ban Bí thư. Huyện ủy Quảng Trạch cũng đã tổ chức sơ kết 2 năm triển khai thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thời gian qua, tại các đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã xuất hiện những cách làm hay, sáng tạo trong học tập và làm theo Bác. Dịp này, Huyện ủy Quảng Trạch đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2018. Huyện ủy Tuyên Hóa cũng vừa tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để thông báo nhanh kết quả hội nghị Trung ương 7 khóa 12 và quán triệt các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tại hội nghị, Huyện ủy Tuyên Hóa yêu cầu các đảng bộ chi bộ cơ sở nhanh chóng phổ biến kết quả hội nghị Trung ương 7 khóa 12 và các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đến toàn thể cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội, giải quyết có hiệu quả những vấn đề mới nảy sinh ở cơ sở. Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Hới vừa tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn thành phố để thông báo nhanh kết quả hội nghị Trung ương 7 khóa 12, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng. Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Hới yêu cầu sau hội nghị này, cấp ủy Đảng các cấp, trước hết là đồng chí Bí thư cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội từ thành phố đến cơ sở, trực tiếp chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt kết quả hội nghị Trung ương 7 và các nghị quyết, kết luận theo kế hoạch số 71 của Thành ủy, nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân, sớm đưa các văn bản mới của Trung ương đi vào cuộc sống. Hôm qua, ngày 25 tháng 5, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật năm 2018 cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh. Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được tiếp thu các nội dung Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, Bộ luật Dân sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, Công ước chống tra tấn và các hình thức trừng phạt hay đối xử tàn ác, vô nhân đạo hoặc hạ thấp nhân phẩm năm 1984, một số nội dung về sửa đổi bổ sung và những điểm mới của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và một số văn bản pháp luật có liên quan. Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị các kiến thức cơ bản, những điểm mới về các bộ luật sửa đổi bổ sung giúp cho cán bộ công đoàn cơ sở thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, đoàn viên, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Cũng trong ngày hôm qua, huyện Bố Trạch đã tổ chức lễ tuyên dương giáo viên, học sinh đạt thành tích xuất sắc năm học 2017-2018. Năm học 2017-2018, ngành giáo dục đào tạo Bố Trạch đã nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều thành quả đáng ghi nhận. Trong năm học vừa qua, có 263 em học sinh đạt giải tại các cuộc thi học sinh giỏi các môn văn hóa, giành 118 huy chương các loại tại hội khỏe phụ đồng các cấp, 3 giáo viên đạt giải tại các kỳ thi cấp quốc gia và cấp tỉnh, 225 giáo viên đạt thành tích bồi dưỡng học sinh đạt giải các cuộc thi. Lễ tuyên dương khen thưởng lần này nhằm vinh danh các em học sinh tiêu biểu xuất sắc trong học tập và rèn luyện, kịp thời nhân rộng những tấm gương điển hình trong phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong dạy và học. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức tọa đàm cán bộ sĩ quan trẻ năm 2018 với chủ đề Cán bộ sĩ quan trẻ lực lượng vũ trang Quảng Bình kiên định, trí tuệ, xung kích, quyết thắng. Tại buổi tọa đàm, các sĩ quan trẻ đã thẳng thắn chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng, đồng thời mạnh dạn trao đổi kinh nghiệm trong công tác để đồng đội cùng chia sẻ, học tập. Nội dung trao đổi chủ yếu xoay quanh các vấn đề về vai trò, trách nhiệm của đội ngũ sĩ quan trẻ trong thực hiện nhiệm vụ, sự quan tâm động viên, khích lệ của lãnh đạo, chỉ huy đơn vị với đội ngũ sĩ quan trẻ, giải pháp nhằm hạn chế những tác động tiêu cực của đời sống xã hội. Buổi tọa đàm đã góp phần củng cố niềm tin, động lực
để đội ngũ sĩ quan trẻ tiếp tục cống hiến trí tuệ, thực sự là lực lượng xung kích trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Hôm nay ngày 26 tháng 5, tại trường Đại học Quảng Bình, Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Du học Sejong Hàn Quốc đã tổ chức khai trương và chính thức đi vào hoạt động. Trong thời gian vừa qua, nhu cầu học tiếng Hàn và du học tại Hàn Quốc trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng cao. Nhằm đáp ứng nhu cầu cho những người muốn có cơ hội học tập và làm việc tại Hàn Quốc, Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Du học Sejong có trụ sở tại Việt Nam đã thành lập cơ sở đào tạo tại tỉnh Quảng Bình. Đây là trung tâm chuyên tổ chức các lớp dạy tiếng Hàn Quốc tại tỉnh Quảng Bình cho từng độ tuổi và tư vấn cho các em sinh viên đang học và đã ra trường có nhu cầu tìm hiểu văn hóa và học các ngành nghề ở Hàn Quốc tùy theo khả năng sở trường. Đồng thời khi học tập tại Hàn Quốc, các em còn được trung tâm tạo điều kiện hỗ trợ tìm việc làm để tăng thêm thu nhập, tích lũy kinh nghiệm, kỹ năng sống, góp phần giúp các em có tương lai ổn định. Hôm qua, ngày 25 tháng 5, Hội Cựu chiến binh thành phố Đồng Hới đã tổ chức hội thi cán bộ Hội Cựu chiến binh cơ sở tuyên truyền giỏi năm 2018. Tham gia hội thi có 16 thí sinh là chủ tịch, phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh 16 xã phường trên địa bàn. Thông qua việc chuẩn bị nội dung một buổi tuyên truyền và thực hành bài tuyên truyền nói chuyện truyền thống cho thế hệ trẻ, các cán bộ Hội Cựu chiến binh cơ sở đã thể hiện sự hiểu biết chuyên sâu về những kiến thức lịch sử, văn học và các lĩnh vực đời sống xã hội có liên quan. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba cho các thí sinh đạt thành tích cao. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin đáng quan tâm khác. Nâng cao hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách. Chuyên mục toàn dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng có phóng sự vì màu xanh cho những cảnh rừng. Hôm qua ngày 25 tháng 5, lãnh đạo thành phố Đồng Hới đã đến thăm cả cơ sở Phật giáo trên địa bàn thành phố nhân đại lễ Phật đản. Đoàn đã đến thăm giáo hội Phật giáo tỉnh, các cơ sở Phật giáo và gia đình Phật tử trên địa bàn. Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo thành phố Đồng Hới chúc mừng các tăng ni Phật tử đón đại lễ Phật đản an lành, hạnh phúc, chúc các tăng ni nhiều sức khỏe, tích cực vận động đồng bào Phật tử sống tốt đời, đẹp đạo. Ghi nhận những đóng góp quan trọng của các chức sắc, tăng ni Phật tử đối với sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc của thành phố. Lãnh đạo thành phố Đồng Hới mong muốn các cơ sở Phật giáo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động xã hội, đoàn kết xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Tổng công ty cổ phần bảo hiểm hàng không và công ty bảo hiểm hàng không Quảng Bình vừa phối hợp với thành đoàn Đồng Hới tổ chức trao quà cho gia đình chính sách, trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đoàn đã trao 10 suất quà cho các thương binh có hoàn cảnh khó khăn và mẹ Việt Nam anh hùng ở xã Đức Ninh và phường Nam Lý, 10 suất quà cho học sinh vượt khó học giỏi ở trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật thành phố Đồng Hới, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng, trao 30 suất, mỗi suất 200.000 đồng cùng các phần quà ý nghĩa cho các gia đình và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố. Tổng số tiền và quà được trao lần này có trị giá hơn 20 triệu đồng. Phúc Trạch là một xã miền núi nằm ở phía tây huyện Bố Trạch, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, với sự quan tâm của cấp ủy chính quyền các cấp, nhiều hộ gia đình đã tích cực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Mô hình nuôi chim cút của bà Nguyễn Thị Quế là một điển hình. Năm 2016, tận dụng diện tích đất vườn của gia đình, bà Quế đã mạnh dạn đầu tư gần 50 triệu đồng để xây dựng chuồng trại và nhập 2.000 chim cút giống về nuôi. Hiện nay, bình quân mỗi năm, gia đình bà nuôi gần 10.000 con chim cút các loại. Sau khi trừ chi phí, còn thu lãi hàng chục triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu giảm nghèo bền vững, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện, những năm qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Quảng Trạch đã triển khai tốt các chính sách tín dụng của chính phủ, giúp nhiều đối tượng tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi để phát triển kinh tế. Triển khai chính sách tín dụng của Đảng và Nhà nước trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn sau khi chia tách huyện, nhưng với sự nỗ lực của cán bộ, nhân viên, sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể, nên đến nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Quảng Trạch đã nâng tổng dư nợ trên 410 tỷ đồng, tăng 177 tỷ đồng, với trên 12.300 hồ dư nợ, bình quân mỗi hồ dư nợ gần 33 triệu đồng. Từ nguồn vốn này đã giúp được nhiều hộ nghèo có điều kiện để phát triển kinh tế, thoát khỏi đói nghèo. Thông qua cái chương trình cho vay giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện thì hiện hợp tác xã chúng tôi hiện nay cũng đã là thu hút được là trên toàn xã là trên 100 là lao động, và cái lao động vệ tinh của là
toàn tỉnh thì có 200 nữa, là tổng số là có 300 lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Hiện tại, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Quảng Trạch đang phối hợp cho vay ủy thác với 4 tổ chức: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên. Một trong những tổ chức hội sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đó là Hội Nông dân. Đến nay, các cấp Hội Nông dân huyện Quảng Trạch đã thành lập được 99 tổ tiết kiệm và vay vốn với tổng số dư nợ trên 137 tỷ đồng cho trên 4.000 lượt hội viên vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Thông qua ủy thác giữa Hội Nông dân xã và Ngân hàng Chính sách Xã hội thì đến bây giờ tổng dư nợ của Ngân hàng Chính sách Xã hội với Hội Nông dân là trên 7 tỷ 500 triệu đồng, có 180 lượt hộ vay và các hộ vay đã sử dụng đúng nguồn vốn đúng đích, cụ thể là các hộ đã chăn nuôi, trồng trọt rồi các dịch vụ buôn bán nhỏ lẻ để giải quyết việc làm giảm nghèo bền vững trong địa phương. Trong năm 2016 thì cụ thể tại địa phương có 16% tỷ lệ hộ nghèo. Bây giờ 2018 là còn lại 4,5% tỷ lệ hộ nghèo toàn xã. Để tiếp tục phát huy tốt hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách của chính phủ trong các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Quảng Trạch đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu mức tăng trưởng dư nợ đạt trên 10%, giải ngân các chỉ tiêu đạt hiệu suất sử dụng vốn trên 99%, thu lãi đạt trên 98%. Thì trong thời gian tới đây, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Quảng Trạch chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp thực hiện tốt chỉ thị 41 của Trung ương Đảng, chỉ thị 35 của Thường vụ Tỉnh ủy về sự lãnh đạo của Đảng đối với chính sách tín dụng trên địa bàn. Thì để làm tốt vấn đề này, trong thời gian tới đây chúng tôi sẽ chỉ đạo cán bộ trực tiếp ra soát các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo để làm sao có đủ điều kiện, đủ cơ sở chúng tôi truyền tải nguồn vốn phục vụ cho bà con. Có thể khẳng định, những năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách của chính phủ đã đóng vai trò quan trọng trong công cuộc xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện Quảng Trạch, tạo được niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, góp phần ổn định chính trị ở địa phương. Chuyển sang những thông tin trên lĩnh vực nông nghiệp. Trong những ngày qua, tranh thủ thời tiết thuận lợi, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 79, Binh đoàn 15 đang đẩy mạnh thu hoạch sữa. Nhờ áp dụng tốt kỹ thuật trồng và chăm sóc nên năm nay năng suất sữa đạt từ 35 đến 40 tấn một hecta. Với mức giá 3.500 đồng một kg thì mỗi hecta dứa cho doanh thu từ 100 đến 120 triệu đồng. Hiện nay, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 79 đã trồng được 60 hecta dứa ăn quả cao sản, trong đó 20 hecta đã cho thu hoạch. Trong thời gian tới, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 79 sẽ chỉ đạo các đội sản xuất đẩy mạnh phát triển cây dứa nhằm nâng cao thu nhập cho cán bộ, công nhân và đồng bào các xã miền núi Ngân Thủy, Lâm Thủy, Kim Thủy, huyện Lệ Thủy. Trong những ngày này, nông dân huyện Lệ Thủy đang khẩn trương thu hoạch lúa đông xuân năm 2017-2018. Vụ đông xuân năm nay, huyện Lệ Thủy gieo cấy trên 10.184 ha lúa. Đến nay đã có trên 7.850 ha lúa đã chín. Bà con nông dân các xã thị trấn trên địa bàn huyện đã thu hoạch trên 3.215 ha. Trong vụ lúa này, trên địa bàn huyện có 486 hectare bị sâu bệnh, 53 hectare bị ảnh hưởng do thời tiết và trên 11 hectare bị chuột gây hại, làm ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng lúa của huyện. Qua thăm đồng, năng suất lúa bình quân của huyện đạt 67,93 tạ trên 1 hectare. Tổng sản lượng lúa của Lệ Thủy trong vụ đông xuân đạt trên 69.181 tấn. Thưa quý vị và các bạn, Quảng Bình là địa phương có lợi thế về rừng và luôn đứng đầu cả nước về tỷ lệ che phủ rừng. Vì vậy, những năm qua, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình luôn nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, từng bước xây dựng lực lượng ngày càng lớn mạnh, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Bình.
Thời gian qua, Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình thường xuyên thực hiện tổ chức năng tham mưu cho tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành các văn bản lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, quản lý của nhà nước đối với công tác quản lý bảo vệ rừng và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chức năng quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp theo đúng chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, phối hợp với công an tỉnh, bộ chỉ huy quân sự tỉnh, bộ đội biên phòng tỉnh xây dựng quy chế phối hợp công tác bảo vệ rừng, xây dựng phương án bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng ở các vùng trọng điểm, kiện toàn và củng cố các tổ đội bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các đối tượng có hành vi xâm hại rừng và động vật hoang dã. Được sự ủng hộ của các cấp chính quyền, của Đảng ủy này, các cấp chính quyền địa phương và đặc biệt là của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình, và trong đó là cái công tác vận động tuyên truyền thì Kiểm lâm đã tổ chức bao nhiêu đợt tuyên truyền cho dân, vận động họ, tuyên truyền họ, giáo dục họ để cảm hóa họ và họ đứng về phía mình và để cùng mình bảo vệ. Cho nên là bây giờ là dân, mọi người dân đều hầu như là người ta hiểu ra và người ta ủng hộ chúng tôi. Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình cũng thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ, giáo dục tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, đào tạo và bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ công chức viên chức, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Ngành Kiểm lâm Quảng Bình đã và đang triển khai phong trào xây dựng trạm kiểm lâm xanh sạch đẹp. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao luôn được cả đơn vị trực thuộc quan tâm, tạo ra khí thế thi đua sôi nổi, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Chỉ đạo đối với các cái trạm tổ trực thuộc đối với đơn vị là phát động cái phong trào thể dục thể thao, vừa là vận động thể dục thể thao để tăng cường rèn luyện cái sức khỏe, hạt còn chỉ đạo cho cái tổ chức công đoàn phát động rẫy lên cái phong trào về cái trạm kiểm lâm kiểu mẫu xanh sạch đẹp theo cái chủ trương chung của công đoàn ngành cũng như là cái chỉ đạo của lãnh đạo chi cục, đó là phát triển tăng gia sản xuất, làm việc tại cái trụ sở là phải hết sức gọn gàng, ngăn nắp và khoa học. Trước thực tế là tài nguyên rừng ngày càng suy giảm, tình trạng cháy rừng, khai thác và buôn bán trái phép động vật hoang dã vẫn xảy ra ngày càng phức tạp. Đòi hỏi lực lượng kiểm lâm Quảng Bình phải thực sự đổi mới, nâng cao hơn nữa trình độ chuyên môn cũng như năng lực công tác. Tập trung cho cái việc là đào tạo rồi đào tạo lại và nâng cao trình độ thường xuyên để cho đội ngũ cán bộ kiểm lâm vừa tiếp cận được với những cái công nghệ mới và thường xuyên rèn luyện cái đạo đức phẩm chất, ngăn chặn đẩy lùi các cái tư tưởng suy thoái về chính trị và cũng như là kịp thời phát hiện các cái đối tượng cá nhân mà có cái biểu hiện sao nhãng rồi thì tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật, quyết tâm bảo vệ tốt cái diện tích rừng hiện có, đẩy mạnh cái phong trào toàn dân tham gia bảo vệ rừng và tăng cường năng lực về là sản xuất lâm nghiệp, góp phần vào cái sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Bình. Chi cục kiểm lâm phải tăng cường hơn nữa cái công tác quản lý bảo rừng, bảo vệ rừng với quan điểm bảo vệ rừng tận gốc, phối hợp chặt chẽ với các ngành, đặc biệt với lực lượng bộ đội biên phòng, công an và các chủ rừng cũng như các địa phương để thực hiện tốt cái quyết định số 7 cũng như là các cái chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý rừng trong thời giai đoạn hiện nay. Trong cuộc vận động lớn học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ công chức viên chức và người lao động lực lượng kiểm lâm Quảng Bình càng thấm nhuần lời dạy của Bác, quyết tâm phấn đấu rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với vai trò là người tiên phong vì màu xanh cho những cánh rừng. Phần cuối chuyên mục toàn dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng kỳ này, mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi nội dung thông tư số 26 ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về theo dõi diễn biến rừng và đất quy hoạch phát triển rừng. Điều 11, quản lý lưu trữ và khai thác sử dụng dữ liệu kết quả theo dõi diễn biến rừng và đất quy hoạch phát triển rừng. 1. Quản lý lưu trữ kết quả theo dõi diễn biến rừng và đất quy hoạch phát triển rừng. A. Dữ liệu kết quả theo dõi diễn biến rừng và đất quy hoạch phát triển rừng, dạng giấy và dạng số, quy định tại điều 9 được quản lý lưu trữ hàng năm và lâu dài. B. Dữ liệu kết quả dạng giấy của cấp xã được quản lý lưu trữ tại Ủy ban nhân dân cấp xã và hạt kiểm lâm. Cơ sở dữ liệu kết quả dạng số được quản lý lưu trữ tại các cấp huyện, tỉnh và Tổng cục Lâm nghiệp. C.
Dữ liệu kết quả giảng dạy của cấp huyện được quản lý lưu trữ tại hạt kiểm lâm và chi cục kiểm lâm tỉnh. D. Dữ liệu kết quả giảng dạy của cấp tỉnh được quản lý lưu trữ tại chi cục kiểm lâm cấp tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổng cục Lâm nghiệp. D. Dữ liệu kết quả giảng dạy toàn quốc được lưu trữ tại cục kiểm lâm và Tổng cục Lâm nghiệp. Dữ liệu kết quả giảng sổ được tích hợp vào cơ sở dữ liệu trên hệ thống thông tin ngành lâm nghiệp đặt tại Tổng cục Lâm nghiệp. 2. Khai thác sử dụng kết quả theo dõi diễn biến rừng và đất quy hoạch phát triển rừng. A. Dữ liệu kết quả của cấp xã, huyện, tỉnh được công bố trên cổng thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. B. Dữ liệu kết quả theo dõi diễn biến rừng và đất quy hoạch phát triển rừng toàn quốc được công bố trên website của Cục Kiểm lâm, Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và trên hệ thống thông tin ngành lâm nghiệp. C. Việc khai thác sử dụng kết quả diễn biến rừng và đất quy hoạch phát triển rừng được thực hiện theo quy chế quản lý và sử dụng hệ thống thông tin ngành lâm nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự phát sóng ngày 21 tháng 5 năm 2018, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình có phát phóng sự Nông dân Lệ Thủy lo lắng mất mùa do bệnh đạo ôn cổ bông trên giống lúa TBR225 ở địa bàn huyện Lệ Thủy. Sau khi phóng sự phát sóng, ban biên tập chương trình thời sự có nhận được ý kiến phản hồi của ông Võ Thế Đạt, phụ trách nông nghiệp của xã Thanh Thủy. Nhân vật tham gia trả lời phỏng vấn trong phóng sự. Ông Đạt cho rằng ruộng lúa bị thiệt hại do bệnh đạo ôn cổ bông mà ông dẫn phóng viên đến ghi hình không phải của gia đình ông, mà là của một số hộ nông dân khác trong xã. Trong khi lời bình của phóng viên thể hiện, đây là diện tích lúa của gia đình ông Đạt bị nhiễm đạo ôn cổ bông và có nguy cơ mất mùa. Sau khi kiểm tra, ban biên tập nhận thấy đây là sơ suất do nhầm lẫn của phóng viên về vị trí ruộng lúa của gia đình ông Đạt và các hộ nông dân khác. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và xin lỗi ông Võ Thế Đạt và quý vị khán giả về thông tin này. Tại đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Ngay sau đây là những thông tin về dự báo thời tiết và bản